Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về robot Omni đến từ những thương hiệu audio nổi tiếng của Nhật. Omni Onkyo, Pioneer, Denon và Yamaha. Rồi đầu tiên, đây là chiếc Omni Onkyo model là Indra A87XG. Máy về trong tình trạng đẹp long lanh luôn nha. Long lanh góc cạnh. Trong này thì nó sẽ có những chức năng là đánh loa A, B, A cộng B, chỉnh bát chép và lăng. Rồi con này thì nó sẽ có thêm chức năng là điều khiển từ xa nha. Và em đã có cái điều khiển học cho những cái dòng này nha. Anh em nào cần lấy thêm điều khiển thì báo em luôn nha. Rồi về cái cấu hình con này là cực khủng luôn và đẹp long lanh nha anh em. Một cái biến áp laser Onkyo Indra và đẹp long lanh luôn, rất là to. Và cấu hình của nó là cực khủng luôn nha, 8 sò. Ruột gan sạch sẽ, đẹp long lanh từ bên trong cho tới bên ngoài. Hai tụ lọc nguồn Onkyo Indra. Tụ rất là to. Rồi, đất phía sau sắt cắm còn sáng nào hết thôi nha. Onkyo Indra A817XG made in Japan. Điện áp 100V, công suất lên tới 200W. Đẹp long lanh và hoạt động hoàn hảo mọi chức năng. Rồi, về thông số của chiếc đi Onkyo Indra A817XG. Đây thông số của nó trên mạng internet đây. Dòng này thì nó sử dụng cái phần rề là sò MOSFET nha. Phần rề MOSFET nên chất âm nó rất là sạch sẽ nha. Rồi máy biến áp cao cấp EI. Rồi phần sò của nó đây, 8 sò. Đặt ruột luôn. Rồi thông số về công suất calo ở loa 6 ohm, 100W. Công suất thông thường và công suất maximum của nó lên tới là 155W. Và công suất ở loa 4 ohm lên tới là 195W. Ở loa 2 ohm lên tới là 245W. Rồi về kích thước chiều rộng của nó là 435mm, chiều cao 161mm và chiều sâu là 394mm. Trọng lượng là 14kg. Rồi và máy đẹp long lanh luôn. Và với chiếc Onkyo Indra A817XG, đẹp long lanh, hoạt động hoàn hảo mọi chức năng. Chiếc này thì em sẽ bán với giá là 3.200.000 đồng. Anh em nào lấy thêm điều khiển từ xa thì thêm giùm em là 200.000 nữa nha. Điều khiển từ xa khiển học nha. Rồi tiếp theo, một trong những dòng âm ly huyền thoại đến từ hãng Pioneer. Và đây là được mệnh danh là một trong những chiếc âm ly hoạt động ngon bổ rẻ trong tầm giá và không bị đổi giá như là những cái dòng Pioneer SA7800 La Mã. Và model của nó là Pioneer SA9800. Và máy về thì đẹp long lanh góc cạnh luôn nha. Cực kỳ hiếm có những cái dòng 9800 như thế này và về còn đẹp long lanh. Vuông hình sắc cạnh luôn nha. Anh em sẽ thấy là không chày nha. Dòng này thì nó sẽ cho chúng ta một cái chất âm là cực kỳ sạch sẽ và sáng tiếng nha. Và đã đến nay, đã rất là nhiều năm nhưng hình thức con này đẹp long lanh, cực kỳ hiếm luôn. Chất âm thì nó rất là vượt trội và đã được anh em audio rất là yêu thích nha. Và tuổi đời của nó là trên 40 năm. Và cái cấu hình của nó là cực khủng luôn nha anh em. Nhìn về bên ngoài thì anh em sẽ trông giống như là những cái dòng Pioneer thông thường như là Pioneer 6800, 8800 vân vân. Nhìn rất là đơn điệu nha. Nhưng khi mà nhìn từ phía trên xuống và phía sau thì anh em sẽ thấy là nó thiết kế là cực kỳ độc lạ luôn. Ở bên tay trái của chiếc đi, đây là phần kết nối loa, đánh hai cầu loa, loa A, B, A cộng B. Rồi ở phần bên tay phải, đây là tất cả những cái sắt chấm để có ngõ vào. Dòng này thì có luôn cái chức năng là phono, lựa chọn trợ kháng nha. Rồi cấu hình bên trong của đây
một cái máy biến áp cực lớn luôn và hai tủ lọc nguồn to như hai lon bia, hai tủ Elena. Và dung lượng của nó lên tới là 18.000 microfara nha. Cực khủng luôn. Đánh 8 sò sắt. Và sò của nó sẽ lộ ra ở phía sau nha. Và công suất ở kênh loa 4 ohm của nó là được 100W và loa 8 ohm của nó là được 80W. Đáp ứng tần số của nó là từ 10Hz cho tới 80kHz luôn. Hỗ trợ trở gắn loa từ 4 ohm cho tới 16 ohm. Rồi. Phía sau của nó đây. Và phía sau này thì nó sẽ lộ ra cho chúng ta thấy là 8 con sò sắt nha, mỗi kênh là 4 con. Đây, ta có thể gỡ cái thằng này ra và sẽ thấy được cái lỗ sò sắt ở bên trong nha. Rồi 8 con sò sắt nguyên zin hết luôn nha, đẹp long lanh. Mỗi bên là 4 con, 2 con nét màu đen chữ đen và 2 con nét chữ đỏ. Rồi đẹp long lanh và nguyên zin luôn. Và đặc biệt là dòng này không bị đổi giá như là những cái dòng 7.8 nha. Đây là một trong những dòng rất là đáng chơi. Và những cái con như là 7.8 hay là mã thì cho đến thời điểm hiện tại là giá của nó đã trên 10 triệu đồng. Rất là lâu rồi nha anh em. Và cái cấu hình của con đó thì nhỏ hơn con này rất là nhiều luôn. Thì sau đây em sẽ soi một vài cái thông số kỹ thuật của hai con. Một con là 7.8 hay là mã và một con là 9.8. Và đây là thông số của nó nha. Điện áp 100V, công suất là 190W, công suất tiêu thụ điện nha. Rồi đây là cái ba cái ổ cắm phụ nè. Rồi cọc nối loa nè. Trở kháng từ 4 ohm cho tới 16 ohm. Ta vẫn có thể sử dụng để làm hai chức năng nha. Chức năng tích hợp hoặc là chức năng để sử dụng tách biệt ra để làm rê và men nha. Rê men khi mà ta bật cái công tắc này xuống nha, tách ra. Và sử dụng riêng làm hai chức năng luôn, rê và men. Rồi những chức năng chính của nó là chỉnh được bát nè, chép nè và có thể chỉnh được cái dải tần của bát nè và dải tần của chép nè. Tắt mở tôn, các bộ lọc. Rồi các núm chỉnh còn sáng nào luôn nha. Sáng giới luôn. Rồi sau đây là một vài cái thông tin về cái giá xuất xưởng của con Bühner SA 9.8 thì nó lên tới là 110.000 yên nha. Và đối với con Bühner 7.8 hay là mã thì nó chỉ có là 53.800 yên mà thôi. Rồi công suất của con 9.8 lên tới 190W và con Bühner 7.8 là chỉ có 155W. Rồi công suất alo. Công suất alo của con 9.8 lên tới là 100W và con 7.8 là chỉ có 65W. Và đặc biệt là độ méo 2 của cái con 9.8 là chỉ có 0.05% và con 7.8 là 0.03. Rồi về kích thước, chiều ngang là như nhau. Chiều cao của con 9.8 là cao hơn nè. Và chiều sâu cũng cao hơn, sâu hơn và đặc biệt là trọng lượng. Trọng lượng của con 9.8 lên tới là 17.2kg, trong khi con 7.8 là chỉ có là 9.5kg mà thôi. Và dựa vào những cái thông số kỹ thuật thì anh em sẽ thấy là cái con 9.8 này nó sẽ có một cái thông số cực kỳ vượt trội so với dòng 7.8 hay là mã nha. Và rất là đáng sở hữu và sưu tầm. Những cái dòng này nó sẽ cho chúng ta cái chất cảm khá là hay và vừa chơi hay vừa trưng bày đẹp nha. Và hôm nay với chiếc Mini Builder SA 9.8 đẹp long lanh, hoạt động hoàn hảo mọi chức năng và nguyên zin hết luôn, thì con này em sẽ bán với giá là 7.600.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Rồi tiếp theo nữa là một con Amly đến từ hãng Danone và model của nó là Danone BMA 680R. Rồi con này là cực kỳ ngon bổ rẻ trong tầm giá với thiết kế đơn giản độc đáo nha. Màu đen, đánh loa A, B, A cộng B. Model của nó là BMA 680R.
Rồi chức năng là đánh loa AB, A cộng B, chỉnh được bát chép, lô nét, ba đăng đầy đủ luôn nha. Rồi nội thất bên trong nó thì nó sử dụng một cái máy biến áp hình xuyến hiệu suất cao và đánh là 4 sò. Máy hoạt động hoàn hảo mọi chức năng, nguyên zin hết luôn. Rồi, vĩ mạch của đa năm luôn. Về phía sau. Rồi sản xuất tại Nhật Bản luôn, Made in Japan. BMA680R. Rồi cặp loa bắp chuối đánh loa AB, A cộng B. Trở kháng loa là từ 6 ohm cho tới 16 ohm. Khi mà đánh loa A cộng B là trở kháng từ 12 ohm cho tới 16 ohm. Rồi một vài thông số kỹ thuật của nó đây. Đời đông BMA680R. Giá xuất xưởng của nó là 46.800 yên. Rồi công suất maximum ở loa 4 ohm là 140W và ở loa 2 ohm là 180W. Công suất thông thường ở loa 6 ohm là 85W. Kích thước chiều ngang của máy là 434mm và chiều cao 140mm, chiều sâu 353mm, trọng lượng là 7,8kg. Rồi máy cũng về trong tình trạng đẹp long lanh góc cạnh nha. Rồi con này thì hôm nay em sẽ sell giá luôn cho anh em là 1.900.000 đồng. Và anh em muốn lấy thêm cái điều khiển từ xa thì thêm nhiều em là 200.000 nữa nha. 1.900.000 đồng anh em có thể chơi những đôi loa cổ, loa bass 20-25 vô tư nha. Và đặc biệt là chơi những cái dòng loa bút sell là cực kỳ hay luôn. 1.900.000 đồng cho một chiếc sản đi nội địa Nhật đẹp long lanh, hoạt động hoàn hảo mọi chức năng. Rồi tiếp theo, đây là một trong những tinh túy đến từ hãng Yamaha. Model của nó là AS900, dòng âm ly khủng long, ngon bổ rẻ trong tầm giá luôn. Rồi chỉnh được bass nè, có được chỉnh được tiếng mic luôn và tiếng chép luôn nha. Cực kỳ hiếm có những cái dòng âm ly chỉnh được mic nha. Ba lăng nè, low net dạng volume nha. Rồi cắt ngõ vào đánh loa AB, A cộng B. Và khi mà nhìn từ bên trong cái cấu hình thì anh em sẽ thấy là cực kỳ khủng luôn. Biến thế nguồn rất là to và bên trong nó sẽ bao gồm là hai cái lon bia nha. Bởi vì cái trọng lượng nó là như hai lon bia luôn, to khủng luôn. Và 8 sò khủng long. Bốn xanh và bốn đen nha. Rồi sò của nó là sò Toshiba, bốn con Toshiba khủng long. Cấu hình cực khủng luôn, Yamaha AS900, dòng này cực hiếm nha và đã được anh em audio rất là yêu thích về cái model này nha. Điện áp 100V, công suất là 230W. Rồi có thể chức năng để làm rê và men luôn với cái cầu nối chữ U, đánh loa AB, A cộng B. Rồi về thông số kỹ thuật của chiếc âm ly Yamaha AS900, giá xuất xưởng con này cũng khá cao nha, 79.800 yên, phát hành vào khoảng năm 1987 nha. Nó được trang bị một cái máy biến áp cực lớn luôn, 7,5kg, 350VA, 2 tụ lọc nguồn, dung lượng cực khủng lên tới là 22.000mF, tụ to khủng luôn, 8 sò. Rồi chỉnh được 3 giải luôn, bass, mid và chép. Về công suất, ra loa ở loa 6 ohm là 150W một kênh loa, ở loa 8 ohm là 130W. Điện áp 100V. Kích thước chiều rộng của nó là 435mm và chiều cao 165mm và chiều sâu 416mm, trọng lượng lên tới là 17,5kg. Đây là một trong những dòng âm ly khủng long cực khủng luôn nha. Biến thế nguồn Yamaha cực lớn luôn. Rồi nguyên zin và hoạt động hoàn hảo nha. Và với chim đi Yamaha AS900, với chim đi này thì em sẽ bán với giá là 3.900.000 đồng.
Rồi trên đây là tổng cộng 4 con đi. Tất cả đều đẹp long lanh và hoạt động hoàn hảo mọi chức năng nha. Rồi anh em nào mua hàng thì vui lòng liên hệ đến số điện thoại 0834563852. Và trên đây là tất cả những cái thông tin về số tài khoản ngân hàng, số điện thoại Zalo, Facebook và cái địa chỉ cụ thể của em tại Hồ Chí Minh, quận Bình Tân. Rồi xin cảm ơn em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.